Đúng rồi, hiện tại là cái sản phẩm Natural Way này nó có rất là nhiều nguồn, từ hàng xách tay này, rồi hàng chính hãng này, thậm chí là có những cái hàng giả, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ nữa. Và theo ghi nhận của bác sĩ Đăng thì những cái mẹ mà sử dụng những cái hàng mà hàng không có tem ấy, hàng trôi nổi ấy, thì nó có những cái phản ứng từ bất lợi đến là nó không có tác dụng gì cả. Thế nên lời khuyên của bác sĩ Đăng là hãy lựa chọn những sản phẩm chính hãng. Làm sao để chọn ra sản phẩm chính hãng? Thì chúng ta có thể chọn ở những cái cửa hàng lớn và uy tín, kèm theo là nó có tem phụ, nó có tem chống hàng giả và tem nhập khẩu chính hãng. Cái ưu điểm lớn nhất của hàng nhập khẩu chính hãng đó là cái sự bảo quản. Bởi vì những cái vi chất này nó vô cùng nhạy cảm với nhiệt độ, với cái điều kiện bảo quản. Thế nên là những cái điều kiện đó ở cái hàng chính hãng là nó tốt nhất. Còn nói đến tình huống hàng giả thì nó sẽ là vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe của bé. Vì thế nên các mẹ không nên tiếc tiền mà lại mua những sản phẩm rẻ mà lại không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.